thời tiết trong ngày cuối cùng của giải không thuận lợi cho các tay đua bởi cơn mưa khá nặng hạt. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản các tay đua thực hiện những cuộc bứt phá gay cấn, có lúc lên đến tốc độ hơn 50 km/h. Với màn thể hiện xuất sắc ở đích đến, lão tướng Trịnh Đức Tâm của An Giang đã về nhất để giành chiếc huy chương vàng nội dung đồng hàng cá nhân. Về nhì là Hoàng Văn Cường của Hà Nội và thứ ba là Hà Kiều Tấn Đại của Bình Dương. Ở chặng đua hôm nay thì đội Nam xe đạp toàn học trời chưa giành được chiếc huy chương vàng nào. Thì với một sự bất lợi thế và cũng khá là áp lực thì toàn đội em đã cố gắng quyết tâm nỗ lực hết tất cả các thành viên để thi đấu một trận quyết định của trận đua đường trường ngày hôm nay. Và hôm nay bọn em đã làm được. Chiến thắng này của Trịnh Đức Tâm cũng giúp An Giang giành chiếc vô địch đồng đội nội dung đồng hàng. Tiếp theo là Hà Nội và Đồng Tháp.